Thưa quý vị và các bạn, nói về Bảo Ninh, nhiều người ví von đó là hòn ngọc sáng bên bờ Nhật Lệ. Thật vậy, nhờ sự ưu đãi của thiên nhiên cùng với quyết tâm của đảng bộ, chính quyền và người dân địa phương, những năm qua xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới đã có bước phát triển mang tính đột phá, trở thành một vùng đất đầy tiềm năng, triển vọng. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những thành tựu mà đảng bộ, chính quyền và người dân xã Bảo Ninh đã làm được trong năm qua với phóng sự Bảo Ninh, làng quê bên chân sóng. Lắng nghe mẹ kể ngày xưa, chang chang cồn cát nắng trưa Quảng Bình. Câu thơ của nhà thơ Tổ Hữu đã mặc định trong tâm thức của người đọc về một Bảo Ninh đầy cát trong miệt mài hoang sơ và gian khó nhọc nhằn. Vậy nhưng trong cái khắc nghiệt ấy, thiên nhiên cũng đã ban tặng cho vùng đất bên chân sóng sự trong lành, bao dung, rộng mở của biển cả. Bằng lao động cần cù, sáng tạo của những con người một thời sống trong cát, chết vùi trong cát, giờ đây Bảo Ninh đã vươn mình trỗi dậy, biến mảnh đất đầy cát trắng ngày nào thành một khu vực phát triển toàn diện về nhiều mặt, đầy năng động, thân thiện và trẻ trung bên dòng Nhật Lệ. Hơn 25 năm sau ngày tái lập tỉnh Quảng Bình, với sự đầu tư của tỉnh, của thành phố Đồng Hới, sự mặn mòi với nẻ duyên của Bảo Ninh, của cả doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan đơn vị trong và ngoài tỉnh, cùng nỗ lực từ thân của đảng bộ và nhân dân trong xã, bức tranh của Bảo Ninh, vùng quê bên chân sóng đã có được những đổi thay kỳ diệu. Thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ xã Bảo Ninh lần thứ 22, cùng với chương trình phát triển kinh tế của tỉnh và thành phố, 5 năm trở lại đây, cấp ủy, chính quyền địa phương đã tập trung lãnh đạo, từng bước đưa nền kinh tế của Bảo Ninh phát triển đúng hướng và có hiệu quả trên các lĩnh vực, mở rộng nhiều ngành nghề, sử dụng hợp lý nguồn lực của địa phương, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế, phát huy tiềm năng của một xã vùng biển với lợi thế có cửa sông thuận tiện cho neo đậu tàu thuyền và đẩy mạnh dịch vụ hậu cần nghề cá. Đảng bộ xã Bảo Ninh xác định thủy sản là ngành kinh tế mũi nhọn, đóng vai trò quan trọng trong phương hướng phát triển của địa phương. Lĩnh vực thủy sản đang có sự tăng trưởng theo hướng toàn diện cả về đánh bắt, chế biến và dịch vụ. Để khai thác nguồn lợi thủy sản có hiệu quả, vừa khai thác vừa bảo vệ, kết hợp kinh tế với tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, trước hết phải nâng cao năng lực tổ chức sản xuất và đổi mới nâng cấp trang thiết bị, phương tiện nghề cá. Cấp ủy, chính quyền địa phương đã có nhiều chính sách, giải pháp hỗ trợ, khuyến khích người dân mở rộng quy mô sản xuất, góp vốn đầu tư đổi mới trang thiết bị, mạnh dạn chuyển đổi ngành nghề, đóng mới tàu thuyền, mua sắm ngư lưới cụ, thành lập các mô hình liên xa, liên hồ, đảm bảo đánh bắt dài ngày trên vùng biển xa. Hiện nay, toàn xã đã có 395 tàu thuyền lớn nhỏ với tổng công suất trên 50.800 CV. Tổng giá trị tài sản ước tính hơn 1.000 tỷ đồng. Trong 5 năm trở lại đây, toàn xã đã đóng mới được 112 tàu với công suất từ 200 đến 800 CV, đưa Bảo Ninh trở thành địa phương dẫn đầu trong toàn tỉnh về số lượng cũng như quy mô của các tàu cá đánh bắt xa bờ. Đồng hành cùng bà con ngư dân, Bảo Ninh đã thành lập các tổ đoàn kết trên biển, 9 tổ hợp tác đánh bắt thủy hải sản, 1 tổ hợp tác chế biến thủy hải sản. Đặc biệt, tháng 7 năm 2012, phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, Bảo Ninh đã thành lập nghiệp đoàn nghề cá gồm 350 đoàn viên với 150 tàu thuyền thường xuyên bám biển xa bờ. Việc thành lập nghiệp đoàn nghề cá là một bước chuyển lớn trong hoạt động đánh bắt thủy hải sản. Từ đây, ngư dân ra khơi bám biển không còn đơn độc. Nghiệp đoàn nghề cá Bảo Ninh chính là lực lượng nòng cốt đại diện cho các đoàn viên bảo vệ quyền lợi của ngư dân trên biển, tăng hiệu quả đánh bắt chung cho các tàu thuyền. Những tàu cá của Bảo Ninh mỗi ngày đỉnh đạt vượt cửa Nhật Lệ lướt sóng ra khơi. Những con tàu ấy trở về với niềm vui đông đầy từ lòng biển cả. Nếu như năm 2010, tổng sản lượng khai thác hải sản trên biển của Bảo Ninh mới đạt 4.100 tấn, thì năm 2014, con số đó đã tăng lên gấp đôi thành 8.370 tấn.
Sau khi nghiệp đoàn ra đời thì nói chung là vai trò trách nhiệm của đảng viên đã phát huy được, đồng viên và con em của mình và bà con chưa nhận thức được, vừa tuyên truyền giáo dục, vừa đồng viên tuyên truyền và cổ vũ để cho bà con người ngư dân hồi trước lao động riêng lẻ thì vào tờ nghiệp đoàn để đoàn kết khai thác trên biển, tạo điều kiện đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau trong trời trong lúc bão gió hoặc bị tai nạn rủi ro trên biển thì đoàn kết giúp đỡ. Ở Bảo Ninh, từ bao đời giúp những người đàn ông ngực trần đón gió trên biển là những phụ nữ tảo tần quyền cửa nhà, con cái, bếp núc. Họ cũng đảm nhận công việc chế biến thủy hải sản. Đó là nghề truyền thống của người dân nơi này. Không như ngày trước, các cơ sở chế biến hoạt động nhỏ lẻ, sản lượng ít và mang tính tự phát, thì trong vài năm lại đây, các cơ sở chế biến thủy hải sản đã mạnh dạn mở rộng quy mô sản xuất, tìm kiếm bán hàng ở các tỉnh miền Trung và nước bạn Lào. Do đó, sản lượng các mặt hàng ngày càng cao, tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động trong địa phương. Nhiều sản phẩm chế biến thủy hải sản đã tạo được thương hiệu và uy tín trong tỉnh như nước mắm Khánh Cương, đặc sản khô Long Tám. Cùng với ngư nghiệp, Bảo Ninh cũng quan tâm đẩy mạnh nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa. Bảo Ninh ưu tiên xây dựng diện tích trồng rau an toàn tại thôn Cửa Phú theo tiêu chuẩn Việt Gáp với diện tích 6 hectare. Sản lượng rau thu hoạch hàng năm đạt 600 tấn, cung cấp nguồn rau an toàn cho thành phố Đồng Hới và các vùng phụ cận. Nhiều mô hình trang trại, gia trại chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng tập trung cũng đã xuất hiện trên vùng cát Bảo Ninh. Bên cạnh việc đẩy mạnh các ngành nghề truyền thống, Bảo Ninh cũng tận dụng được lợi thế tự nhiên, chủ trọng phát triển ngành du lịch. Có thể nói, đây là một ngành kinh tế phù hợp với phương hướng phát triển của tỉnh và thành phố. Nói đến du lịch Bảo Ninh, không thể không nói đến khu du lịch sinh thái Mỹ Cảnh. Sự hiện diện một khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp đạt chuẩn quốc tế trên bán đảo Bảo Ninh là sự khẳng định những giá trị mà thiên nhiên đã ban tặng cho vùng đất này. Vì vậy, Bảo Ninh đã thực hiện đồng bộ các giải pháp, ưu tiên tạo điều kiện cho dịch vụ du lịch thương mại phát triển. Cùng với việc mở rộng khu vực kinh doanh và đầu tư các hạng mục tạo mỹ quan đô thị tại công viên quảng trường biển của thành phố, các cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch khác cũng đã được quan tâm đầu tư, hình thành thêm một số khu nghỉ dưỡng chất lượng cao như Bảo Ninh Beach Resort, nhà nghỉ Nhật Lệ 2, Hải Đăng. Đường Võ Nguyên Giáp đang được đầu tư xây dựng có chiều dài 7 km, chiều rộng 60 m, là con đường rộng nhất tỉnh, hứa hẹn sẽ mở thêm tiềm năng lớn cho các nhà đầu tư đến với vùng đất Bảo Ninh. Đi cùng với sự phát triển về cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch, các ngành nghề dịch vụ thương mại cũng có sự phát triển đa dạng, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Bãi biển Bảo Ninh, quê hương của mẹ Suốt, mẹ Khỉu anh hùng, nơi một thời từng có em bé băng trên cồn cát chuyển đàn cho dân quân đánh trả máy bay giặc Mỹ, giờ đây trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn đối với khách du lịch trong nước và quốc tế. Chúng tôi chọn Bảo Ninh là vị trí để đầu tư khách sạn bởi vì Bảo Ninh hiện tại là một trong những bãi biển đẹp nhất của Quảng Bình và có thể nói là của miền Trung. Đây là điều kiện thuận lợi để cho du khách đến và thưởng thức cái dịch vụ ở đây. Trong quá trình xây dựng dự án và xây dựng và phát triển dự án thì chúng tôi đã nhận được rất nhiều sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền địa phương xã Bảo Ninh cũng như người dân ở đây thì rất là thân thiện và hòa đồng. Kinh tế Bảo Ninh trong những năm qua phát triển ổn định, tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm bình quân đạt 13%, giá trị sản xuất dịch vụ tiểu thủ công nghiệp tăng 19%, giá trị sản xuất nông lâm thủy sản tăng 23%. Đó là cơ sở để Bảo Ninh đẩy mạnh các lĩnh vực văn hóa xã hội và giữ vững nền quốc phòng an ninh trên địa bàn. Trên lĩnh vực giáo dục, Bảo Ninh có 4 trường học, thì cả 4 trường đều đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Trường mầm non và trường tiểu học số 1 Bảo Ninh nhiều năm liền giữ vững danh hiệu là cờ đầu của ngành giáo dục trong tỉnh. Trường tiểu học số 1 Bảo Ninh còn được chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc. Kết quả ấy xuất phát từ nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh trong việc nâng cao chất lượng dạy và học. Kết quả ấy cũng là minh chứng về sự quan tâm của đảng bộ, chính quyền và người dân Bảo Ninh đối với sự nghiệp trồng người nơi quê cát.
Chủ trương xã hội hóa giáo dục đi vào cuộc sống, tạo thêm nhiều nguồn lực cho trường lớp thêm khang trang sạch đẹp. Phương tiện, thiết bị dạy và học được đầu tư, con em được khuyến khích động viên trong học tập rèn luyện. Đó là những việc làm cần thiết để chuẩn bị cho Bảo Ninh nguồn nhân lực có chất lượng trong nay mai, làm chủ và tiếp tục làm giàu đẹp thêm vùng đất quê hương. Trong những năm qua, thì trường tiểu học số 1 Bảo Ninh đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Bảo Ninh. Đặc biệt trong vấn đề xây dựng cơ sở vật chất, khuôn viên trường lớp, xây dựng sân chơi, bài tập cho tất cả các em. Chính vì sự quan tâm chỉ đạo đó của Đảng ủy, Ủy ban mà trường đã nhận được rất là nhiều thành tích. Trường nhiều năm liền đạt là tập thể lao động xuất sắc. Đặc biệt năm học 2013-2014 là trường được Thủ tướng Chính phủ là tặng cờ đơn vị dẫn đầu bậc học và được tặng huân chương lao động hạng 3. Về Bảo Ninh bây giờ, ngoài dấu ấn về những chuyển động nhanh chóng trong xây dựng cơ sở hạ tầng, trong gương mặt của làng quê nay đã thành phố thị, chúng ta cũng dễ dàng cảm nhận sự phong phú, giàu có trong đời sống văn hóa của người dân nơi đây. Các phong trào xây dựng làng văn hóa, cơ quan văn hóa, gia đình văn hóa, rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại phát triển rộng khắp. Đảng bộ xã đã chủ trương phát triển một số môn thể thao thành tích cao, kết hợp các môn thể thao truyền thống, thu hút sự tham gia của đông đảo người dân. Lịch sử và đặc trưng nghề nghiệp của cư dân vùng biển đã để lại cho Bảo Ninh một vốn văn hóa truyền thống đặc sắc với nhiều lễ hội dân gian như lễ hội cầu ngư, lễ hội mùa bông chèo cạn, lễ hội xuân thủ kỳ yên. Điều đáng mừng là người dân Bảo Ninh đã biết gìn giữ, bảo tồn và phát triển vốn văn hóa truyền thống của cha ông. Thông qua hoạt động lễ hội, hình ảnh đất và người Bảo Ninh ngày càng gần gũi với du khách và bạn bè gần xa. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng cũng được đẩy mạnh và được triển khai có hiệu quả. Cơ sở vật chất, trang thiết bị của trạm y tế xã được đầu tư nâng cấp, mạng lưới y tế thôn được củng cố, đội ngũ cán bộ y tế được tăng cường về số lượng và chất lượng. Thực hiện chính sách an sinh xã hội, Bảo Ninh chú trọng đến công tác khám và chữa bệnh cho người nghèo, các đối tượng chính sách, trẻ em dưới 6 tuổi. Công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ chăm sóc bà mẹ trẻ em được tăng cường, từng bước nâng cao chất lượng dân số, chất lượng cuộc sống của người dân. Quan tâm chăm lo đối với người có công, các gia đình chính sách là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, thể hiện và tiếp nối đạo lý truyền thống tốt đẹp, ăn quả nhớ người trồng cây của dân tộc Việt Nam. Phong trào đền ơn đáp nghĩa, xây dựng các loài quỹ nhân đạo, từ thiện, quỹ xóa đói giảm nghèo, quỹ hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam, người tàn tật đã trở thành nét đẹp mỗi ngày của người Bảo Ninh. Trong 5 năm qua, từ nhiều kênh huy động với sự đóng góp nguồn lực của các nhà hảo tâm và của cả cộng đồng, Bảo Ninh đã xây dựng được 23 nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết. Một Bảo Ninh ổn định về kinh tế, cùng những khởi sắc về văn hóa xã hội, vẫn luôn chăm lo xây dựng thể trận quốc phòng toàn dân gắn với thể trận an ninh nhân dân vững mạnh toàn diện. Với 12 km bờ biển, Bảo Ninh được xem là địa bàn trọng yếu về an ninh quốc phòng của thành phố Đồng Hới. Đảng bộ xã Bảo Ninh vì thế thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về nhiệm vụ quân sự quốc phòng trong tình hình mới. Tập trung xây dựng cơ sở cùng tuyến an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu, khu vực phòng thủ vững chắc, gắn phong trào quân chúng bảo vệ an ninh tổ quốc với đấu tranh phòng chống âm mưu diễn biến hòa bình, kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng an ninh, là kim chỉ nam trong lãnh đạo và triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước ở Bảo Ninh. Công tác tuần tra, kiểm tra, nắm tình hình địa bàn được duy trì, các vụ việc xảy ra được kiểm soát kịp thời. Các mô hình ba an toàn, hai tự quản, thôn tự quản về an ninh trật tự được thực hiện có hiệu quả, góp phần đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và giảm thiểu tai nạn giao thông, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Đoàn kết, dân chủ, đó là bài học kinh nghiệm để những chủ trương đường lối của Đảng được triển khai và đi vào lòng dân. Với tinh thần đảng viên đi trước, làng nước theo sau, việc thực hiện các nhiệm vụ đề ra trước hết sẽ được thống nhất trong chi bộ,
sau đó đảng viên sẽ là những người tiên phong thực hiện. Đó chính là chìa khóa tạo lòng tin trong quần chúng nhân dân, khơi dậy nguồn sức mạnh trong cộng đồng. Đây là một buổi sinh hoạt chi bộ của thôn Hà Dương, cùng với việc triển khai các chủ trương nghị quyết của đảng. Hôm nay, chi ủy triển khai cho đảng viên đi vận động các hộ gia đình tham gia chương trình 503 sạch. Bà Hoàng Thị Vãng, bí thư chi bộ Hà Dương, là người rất nhiệt tình với các hoạt động của thôn xóm. Nhìn bà cùng các đảng viên đi vận động các hộ gia đình, chúng ta bắt gặp ở bà sự gương mẫu, nói đi đôi với làm. Những đảng viên như bà Vãng, với tấm lòng vì quê hương, với trách nhiệm với cộng đồng, họ đang góp phần xây dựng một Bảo Ninh phát triển về mọi mặt. Bộ phận cốt cán là những cái người đó là tiêu biểu cho trong đại diện cho trong dân để đến họp rồi để chúng tôi sẽ triển khai những ví dụ như làm cả cái mô hình là xây dựng nông thôn mới thì cũng phải triển khai cho ra hội nghị cốt cán của thôn đã lúc đó là mới triển ra hội nghị của dân. Cái gì cũng phải làm thế nào đó để cho sự đồng thuận của dân cao, lúc đó là mới thành công được công việc. Toàn đảng bộ xã Bảo Ninh có 284 đảng viên sinh hoạt trong 13 chi bộ, trong đó có 8 chi bộ thôn, 4 chi bộ trường học, 1 chi bộ cơ quan. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, từ phê bình và phê bình theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và đầy sức thuyết phục. Đội ngũ cán bộ đảng viên trong toàn đảng bộ thực sự là những đầu tàu khởi phát nguồn công năng cho sức bật của Bảo Ninh vươn tới những tầm cao mới. Sau 3 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, diện mạo vùng quê Bảo Ninh đã đổi thay. Chương trình đã khơi dậy được vai trò chủ thể của người dân, tạo niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của đảng bộ, chính quyền, hội đồng nhân dân xã. Năm 2014, Bảo Ninh đã hoàn thành các tiêu chí về nông thôn mới trước thời hạn, là một trong những địa phương hoàn thành sớm nhất chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong toàn tỉnh. Những thành tựu của địa phương trong 5 năm qua để lại dấu ấn trên tất cả các lĩnh vực. Đảng bộ 5 năm liền đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cơ tập thể lao động xuất sắc và nhiều bằng khen giấy khen và các danh hiệu khác được các cấp các ngành trao tặng cho Bảo Ninh, thể hiện sự ghi nhận nỗ lực cố gắng của đảng bộ và nhân dân nơi đây trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, quê hương trên đường đổi mới. Xác định đúng vị trí, ý nghĩa và tầm quan trọng trong xây dựng phát triển của xã. Trong thời gian qua, đảng bộ, chính quyền và nhân xã Bảo Ninh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện, đạt được những kết quả quan trọng. Trong quá trình lãnh đạo, đảng ủy đã tập trung xác định những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nên đã đạt được rất nhiều kết quả trên tất cả các lĩnh vực. Với tinh thần và quyết tâm cao, trách nhiệm thực đáng, được nhân dân và yêu cầu phát triển của xã Bảo Ninh, với truyền thống đoàn kết trong đảng, trong nhân dân, truyền thống cách mạng của một địa phương từ trong kháng chiến và sự tích cực đổi mới, năng động sáng tạo, tin tưởng rằng đảng bộ xã Bảo Ninh sẽ lãnh đạo và tổ chức tốt đại hội đảng nhiệm kỳ 23, thời kỳ 2015-2020, xây dựng xã Bảo Ninh ngày càng phát triển một cách toàn diện, bền vững. 5 năm tiếp theo sẽ là một chặng đường mới có nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức. Những thành tích đã đạt được là tiền đề để Ban Thường vụ Đảng ủy xã Bảo Ninh đề ra những chủ trương mới phù hợp với thực tiễn phát triển tại địa phương. Tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, giữ vững ổn định chính trị, phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, sử dụng tốt mọi nguồn lực xây dựng Bảo Ninh giàu đẹp, văn minh theo hướng hiện đại, là cái đích mà đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bảo Ninh đang hướng tới. Trên cơ sở phát huy những tiềm năng, lợi thế của xã nhà, thì trong nhiệm kỳ tới, chúng tôi tập trung những cái nội dung sau đây. Trước hết là về kinh tế, phát triển nhanh và bền vững về cái ngành quan trọng đó là khai thác hải sản. Bên cạnh đó, phát triển về dịch vụ thương mại và tiểu thủ công nghiệp, chế biến hải sản, chuyển dịch cơ cấu một phần
sang từ đánh bắt hải sản sang làm dịch vụ thương mại và tiểu thủ công nghiệp, chú trọng đến việc là phát triển cái hệ thống rau sạch, rau an toàn của theo tiêu chuẩn Việt Gáp, tiếp tục thực hiện tốt các cái tiêu chí về giáo dục là đơn vị cái top dẫn đầu trong tỉnh, trong khối cả cái khối như mầm non và khối tiểu học, quan tâm đến công tác chính sách xóa đói giảm nghèo. Hiện nay thì giảm nghèo đến 0,7%, phấn đấu trong nhiệm kỳ tới khoảng dưới 0,5%. Công tác xây dựng đảng, chúng tôi tiếp tục chú trọng bồi dưỡng phát triển đảng viên trẻ và xây dựng đội ngũ đảng bộ có uy tín, có trình độ năng lực để tiếp tục lãnh đạo cái phong trào. Và chúng tôi tin tưởng rằng những cái phương hướng, cái nhiệm vụ trong cái nhiệm kỳ tới và các chỉ tiêu đặt ra trong cái đại hội đảng bộ lần thứ 23 với quyết tâm cao, phát huy của xã Anh Hùng, đảng bộ nhân dân xã Văn Ninh quyết tâm thực hiện tốt các cái chỉ tiêu mà đại hội đã đề ra. Bảo Ninh theo một góc độ so sánh nào đó có thể xem là một vùng đất mang sức mạnh của biển. Sức mạnh ấy càng thể hiện mạnh mẽ khi đứng trước các thử thách và cơ hội lớn. Như bao đời nay vẫn vậy, con thuyền của họ vẫn ra khơi, mang theo niềm tin và hy vọng, cho dẫu ngoài kia còn nhiều những cơn bão tố. Từ cát và biển, đảng bộ và nhân dân Bảo Ninh đã kiên cường làm nên một Bảo Ninh với trang truyền thống lịch sử cách mạng, chiến đấu giỏi, sản xuất giỏi, đáng tự hào. Và hôm nay, với những thành tựu trong rừng xây quê hương mà đảng bộ và chính quyền nhân dân xã Bảo Ninh đã đạt được, chúng tôi tin rằng Bảo Ninh đã sẵn sàng vươn mình chào đón những thời cơ mới và vận hồi mới.